Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Và như cái phần video clip anh em đã xem lần trước ấy, lần trước thì thấy hôm nay con Luffy tân thế giới mới nó đã ra mắt rồi. Và clip ngày hôm nay mình sẽ review qua cho anh em sức mạnh rất là ung thư của con tướng này nha. Đây là một con tướng thuộc hệ thông minh, thuộc tính của nó là chỉ huy này. Bộ skin của nó thì quá bá luôn anh em ạ. Skin nộ thì là cái skin trạng thái gear 4, công ngăn gây sát thương 200% công nhân địch hàng trước này, tự hồi máu 200% công và tăng cho bản thân 40% công, 30% chí mạng trong 3 lượt, mỗi lần nậu thì sẽ tăng thêm 100 sát thương với địch bị đánh dấu tử ấn. Đấy, cái địch bị đánh dấu tử ấn ở đây thì anh em phải bắt tiếp đến cái trang bị cái kỹ năng nội tại bị động đầu tiên, sắc màu vũ trang khi bắt đầu trận thì đánh dấu tự động đánh dấu tử ấn vào tất cả những kẻ địch hàng trước này. Những kẻ địch tử ấn thì sẽ chịu thêm 150% sát thương từ các đòn đánh thường cũng như các đòn đánh skin của Luffy. Ung thư vãi trưởng luôn anh em ạ. Anh em lại tiếp tục xem những cái skin bị động tiếp theo. Haki quan sát tăng bản thân 40% máu, 35% công và 35% miễn chấm. Chùm tăng cơ đây rồi anh em ơi. Tăng cơ đứng chỉ huy còn tự hồi máu này, tự phản đam này. Đây, phản đam mình chưa đọc. Tự gây sát thương, tăng tấn công, tăng chí mạng, đánh địch hàng trước cái này toa các bạn, một mình nó chống cân hết tất cả tăng cơ đội bạn nha. Skin thứ ba, Haki Bá Vương, bị sát thương từ đòn đánh thường và nậu thì sẽ tăng cho bản thân 10% giảm sát thương trong một lượt, đồng thời gây công gây sát thương 200% vào địch hàng trước. Nhưng mà vừa nãy mình thấy xem trong clip anh em ạ, nó đánh toàn bộ, mình thấy nó đánh toàn bộ luôn cả địch hàng sau luôn cơ, không chỉ riêng gì mỗi địch hàng trước đâu. Cái này thì thôi toang rồi anh em ơi, anh em cứ xác định là quá là tầm lợm đi. Đấy, chết dở rồi chứ còn. Để xem lại cái đánh lại toàn bộ cái địch hay không, để chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái skin này nha. Haki Bá Vương, mình cho anh em xem lại cái đoạn clip đó và chúng ta cùng nhau phân tích tiếp. Đấy, anh em thấy nó đánh toàn bộ mục tiêu chưa? Quá lông thư luôn, chết rồi đấy, chết dở rồi nhỏ đấy, rồi không phải là nó phản lại lên cái địch hàng trước đâu mà nó phản lại toàn bộ tất cả mục tiêu nhỏ. What the hell, ngay chưa bờ gì một mình cân ôm server luôn rồi mà 270 vã hết đấy nhỏ. Thua này thì thua, không còn có gì để nói về cái con tướng này nữa rồi. Nó sẽ là con tướng im 3 nhất game hiện nay, quá ốp luôn, sức mạnh không hề cản phá. Mình anh sẽ cân hết, hẹn nhà giàu thì chắc chắn hệ visa thì mình nghĩ anh em ấy sẽ nâng con này lên 10 sao sớm thôi. Phản lại 200% sát thương sợ buồn cười nhở. Mình thấy ví dụ phản lại rồi mình thấy nó đánh cả cái địch hàng sau nữa thì chết anh em ạ. Thế này thì cứ đánh nó phản lại 200% sát thương thì chơi bờ gì nữa, một mình nó cân hết à, không hạ sát nó sớm được thì nó đập cho SML à. Nó còn có khả năng miễn chống này, miễn chống đây là chống những cái hiệu ứng bất lợi, hiệu ứng khống chế. Thế này thì toang thật sự rồi. Để xử lý con tướng Luffy này thì anh em cần nạp ở đây 250.000 để mua cái gói ra mắt của nó nha. Thành ra thì dùng mà anh em sẽ cần được 150 thùng bia để anh em chưa mộ nó ra. 150 thùng bia nhá, anh em không nghe mình nói nhầm đâu, 150 thùng bia đấy. Đây, sẽ cần phải dùng 150 thùng bia thằng chưa mộ đặc biệt này. 150 thùng thì chúng ta sẽ có cơ may nhận được, à chắc chắn nhận được con tướng Luffy tân thế giới mới này.
mặc dù nó rất là OP nhưng mà mình nghĩ con này thì dành cho hệ nhà giàu thôi, nhưng mà muốn chơi nó thì mang nó về sưu tầm thôi, chứ chúng ta cũng không nâng cấp được lên phẩm quá cao đâu, vì con này nó phôi nó kiếm rất là khó luôn. Bây giờ thì cái meta mới hiện nay của con tướng này sẽ phá hủy hoàn toàn những cái meta của con tướng Usopp. Mình hãy nhanh nhẹn nhỉ. Usopp với chúng tôi à, thì nó phản đam hết, đấm hết. Usopp tật này thì coi như hình phế rồi. Cứ meta mới sinh ra, con tướng mới sinh ra sẽ trị những con tướng cũ. Cái này thì không bao nhiêu tiền là đủ cả. Anh em hâm mộ con nào thì anh em chơi con đấy thôi. Một vấn đề nữa mà mình muốn nói với anh em là mình nghĩ trong tương lai thì cái con Luffy thì nó sẽ chui vào cái vé này thôi, cái vé triệu hồi này. Đây, cái thuyền viên triệu hồi SS tùy chọn loại 2 này này. Mình nghĩ hiện nay là nó chưa cho vào đây, nhưng mà mình nghĩ trong tương lai sau khi cái sự kiện ra mắt con Luffy này kết thúc và những cái bản cập nhật mới đây thì nó sẽ chui vào trong cái vé này thôi. Khi đó anh em có thể hoàn toàn mua được con Luffy, con idol của chúng ta mà phải chơi nghịch ép lên vào 140 cũng được, lên vào 150 thì ép dễ thôi. Hệ chỉ huy và vị trí tăng đánh tay ngắn thì mình thấy ngược cả dàn chỉ huy cũng được luôn đấy. Nuôi theo cả già đây luôn. Nếu tương lai con Luffy nó có thì mình sẽ mua về hay vị trí cho Marco, trông rất là hay luôn. Luffy đẹp trai mà anh em, đẹp trai. Rồi anh em ạ, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại đây thôi. Hy vọng anh em thích clip lần này và anh em hãy cho mình xin một like đăng ký kênh nha. Bây giờ xin được tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.